Cô gái trẻ bị chặn đường đánh ghen liên tục nói không hề quen biết với hai người chặn xe mình. Thanh niên bất bình vào can thiệp và cái kết của cô gái sẽ như thế nào? Sự việc do camera an ninh của nhà người dân ghi lại. Đột ngột bị chặn xe giữa đường, cô gái chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị một cặp nam nữ nắm tóc la mắng xối xả vô mặt. Mày ghen quá ha, mày dám giật chồng tao nè. Chị ơi, chồng chị là ai chị? Bằng chứng hẳn thôi. Người phụ nữ và thanh niên kia liên tục chửi cô gái giật chồng không cho cô ta có một lời giải thích. Còn dám chói không? Chị ơi. Tài sản của tao, tiền bạc vòng vàng xe tao, nó lấy đi nó mua cho mày hết. Lấy hết cho tôi. Chị ơi, chị có hiểu nhầm gì không chị? Không có hiểu nhầm cái gì hết á. Mày là người giật chồng tao đó. Tao để ý tụi bay cả tháng nay. Mày đâu biết chồng chị là ai đâu chị ơi. Mày đừng có xạo mày. Dạ nơi ai quá. Chị ơi, thì mà chị. Tất cả mọi thứ đều có hết. Lấy xe đi anh. Đi. Không chị, em đâu biết chồng chị là ai đâu chị. Người thanh niên nón đen thấy có chuyện nên dừng xe lại vô can ngăn. Có chuyện gì chứ anh chị đánh người ngoài đường không có được. Mày không biết gì hết á. Đây nó giật chồng ngoài này đó. Vụ dỗ ổng mua xe, mua điện thoại gì đó đó. Anh ơi, em không biết hai người nào. Tụi tao theo dõi mày cả tháng nay rồi, bây giờ mới bắt được mày thôi. Chị ơi, chắc chị hiểu nhầm rồi, em đâu có quen chồng chị. Không có hiểu nhầm cái gì hết trơn á. Xe tao lên, lấy xe đi anh. Anh chị làm gì là bậy á. Tại vì sự việc á, thực sự tôi không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu anh chị đánh người với lấy tài sản người khác là tôi trình báo công an nha. Mày không biết gì thì im đi. Thôi, đi về. Nhưng mà em không biết anh này. Lấy cái điện thoại rồi, bữa sau tao sẽ lấy lại chiếc xe, mày nhớ cái mặt mày đó. Nhớ đó. Mày nhớ nha con kia. Anh ơi, chị lấy điện thoại em rồi, không biết chị là ai hết. Bây giờ em có quen hai người đó thiệt không? Không anh ơi. Tại vì anh không biết sự việc nó như thế nào á. Nếu mà bây giờ đúng á, mà em bị cướp tài sản á, thì bây giờ anh dắt em lên công an phường á để em trình báo. Anh ơi, anh giúp em với, em không biết hai người đó là ai hết. Lúc đầu thì anh thanh niên nón đen vẫn bị hai đối tượng kia chửi luôn, nhưng khi anh này nói đem sự việc lên công an giải quyết thì hai đối tượng kiếm cớ rời đi cùng với cái điện thoại của cô gái. Lúc này cô gái chỉ biết cầu cứu thanh niên nón đen chứ cũng chẳng biết làm gì do quá hoảng hốt. Sau khi vụ việc được điều tra làm rõ thì phát hiện cô gái đã bị hai đối tượng kia theo dõi qua 2-3 tuyến đường. Nếu không có thanh niên nón đen chắc hẳn chiếc xe cô gái cũng đã mất. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, giúp cho người dân cảnh giác trước những thủ đoạn chiêu trò ngày càng tinh vi của bọn tội phạm.